cơ hội của chúng ta đó là gì ạ? Giống như là bây giờ cái cửa hàng mặt phố ấy, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ việc là chúng ta đi xí chỗ thôi, chúng ta không mất tiền. Anh chị em ạ, Huy xây dựng cái kênh của mình không mất một đồng nào hết, hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Bây giờ anh chị em chỉ cần đi xí cái chỗ thôi. Bây giờ bảo tôi muốn cái chỗ này ở giữa ngã tư. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không có ai, rất ít người đang quan tâm với lĩnh vực này, rất ít người đang gì ạ, cạnh tranh với chúng ta. Việc của chúng ta là gì ạ? Mua một cái cửa hàng mặt phố mà lại hoàn toàn miễn phí. Ồ kìa, anh chị em có nhận ra điều này chưa? À, trong đó thì có một cái series 7 ngày để mà anh chị em chúng ta có thể bắt đầu trên cái con đường trở thành chuyên gia về video marketing. Thực tế thì chúng ta vẫn đang gọi là nghiệp dư thôi, tức là chúng ta làm, tự làm thôi. Đấy, làm cái đơn giản nhất, dễ nhất mà chúng ta có thể xây dựng được cái nhân hiệu của mình. Anh chị em chúng ta biết rằng là một hình ảnh thì nó bằng ngàn lời nói, đúng không ạ? Nhưng mà một video thì nó bằng ngàn hình ảnh. Đó. Cho nên thời đại ngày nay ấy, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng video trong cái việc kinh doanh của mình. Ở đây chúng ta tập trung vào việc xây dựng kênh video hay là xây dựng cái video marketing trong cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân, đồng thời là xây dựng gì ạ? Thương hiệu của công ty hoặc của sản phẩm. Nhưng mà chúng ta tập trung vào xây dựng thương hiệu cá nhân trước, đúng không ạ? Thương hiệu cá nhân có rồi thì thương hiệu về sản phẩm, thương hiệu công ty nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đi theo sau. Bởi vì thương hiệu cá nhân là thứ bền vững nhất, đúng không ạ? Và đặc biệt là giai đoạn thời đại ngày nay mà chúng ta không biết sử dụng video marketing thì đấy là một cái điều vô cùng đáng tiếc, vô cùng mình đã đánh mất một cái công cụ rất là mạnh để mà có thể truyền thông cho thế giới, cho xã hội. Chúng ta rất là tốt, sản phẩm chúng ta rất là tốt, tuy nhiên chúng ta không nói được cho người khác biết là chúng ta tốt như thế nào thì như vậy là lỗi của chúng ta rồi, có đúng không ạ? Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng những cái video marketing để chúng ta có thể nói cho mọi người biết là chúng ta tốt như nào đấy, và trao được nhiều giá trị hơn cho khách hàng, cho cộng đồng của mình, thì chúng ta càng có cơ hội để mà có thể kiếm được nhiều tiền hơn, ok không ạ? Đấy, vì vậy là chúng ta đã đi qua 3 buổi về giới thiệu về cái tầm quan trọng của video marketing. Chúng ta đã hiểu về cách để làm sao để xây dựng cái kịch bản, cũng như là tìm kiếm những cái từ khóa, những cái nội dung, cũng như là những cái ý tưởng để làm video marketing. Chúng ta cũng học cách làm sao để chúng ta có thể quay một cái video, một khung hình làm sao cho đúng, ánh sáng làm sao cho nó tốt, rồi là cách chỉnh sửa video bằng các cái phần mềm ở trên điện thoại cũng như là trên máy tính như thế nào. Thế thì ngày hôm nay thì Huy xin phép chia sẻ với anh chị em về cách để xây dựng cái kênh để mà chúng ta truyền thông ở trên Internet, ở trên mạng xã hội. Thì có hiện nay ở Việt Nam nhé, ở trên thế giới thì có rất nhiều các mạng về video. Nhưng ở Việt Nam hiện nay thì có 4 cái mạng chính mà chúng ta cần phải tập trung nếu chúng ta muốn xây dựng thương hiệu cá nhân. Nếu anh chị em làm về lĩnh vực, nếu anh chị em muốn đi làm thuê nhé, thì có thêm một cái mạng nữa. Tuy nhiên thì tập trung chính vào 4 cái mạng này. Thứ nhất, luôn luôn vẫn là cái lớn nhất, đó chính là cái gì ạ? YouTube. YouTube vẫn chính là cái mạng về video lớn nhất hiện nay trên thế giới. Tạm thời đến thời điểm hiện tại, video marketing thì chúng ta vẫn cần phải tập trung vào YouTube. Đấy ạ. Khi mà chúng ta muốn học tập cái điều gì đó, khi mà chúng ta muốn nghiên cứu một cái gì đó, chúng ta muốn tìm hiểu cái điều gì đó thì chúng ta lên YouTube, đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn giải trí, muốn giết thời gian thì chúng ta lên gì ạ? TikTok, đúng không ạ? Khi chúng ta muốn kết nối với mọi người, muốn xem mọi người đang nói gì, muốn nghe xem tin tức thì chúng ta không phải lên Google nữa mà chúng ta lên gì ạ? Lên Facebook. Nhiều khi tin tức ở trên Facebook nó còn nhanh hơn cả trên gì ạ? Trên báo, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra thì nếu mà chúng ta muốn biết là thế giới ngoài kia nó đang phát triển như nào, đang sang chảnh như nào thì chúng ta lên gì ạ? Instagram. Như vậy là gì ạ? Hiện nay
có 4 cái mạng xã hội về video mà chúng ta không thể bỏ qua anh chị em nhé. Không thể bỏ qua 4 cái mạng chuyên dụng về video như vậy. Ok không ạ? Rồi, thế thì bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta đã có kênh video ở trên 4 cái mạng này. Đấy, nếu mà chúng ta có kênh video ở trên YouTube, chúng ta comment số 1 chú Huy ạ. À, nếu anh chị em có kênh video trên TikTok, anh chị em comment số 2. Nếu mà anh chị em đã có các cái video ở trên Facebook thì comment số 3. Nếu anh chị em đã có kênh video trên Instagram thì comment số 4. Nếu anh chị em có cả 4 kênh này thì comment 1, 2, 3, 4. Hoặc là 3 kênh thì comment 1, 2, 3. 2 kênh thì comment là 1, 2 hoặc 1, 3 hoặc là gì đó. 2, 3. Tức là trên Facebook và TikTok đúng không ạ? À, anh chị em nào có 4 cái kênh. 1 là YouTube, 2 là TikTok, 3 là Facebook, 4 là gì ạ? Instagram. Anh chị em hãy comment xuống ạ. Comment xuống anh. Nếu mà anh chị em chưa có kênh nào hết thì comment số 0. Tức là chưa có cái việc mà chưa đưa video lên trên YouTube, chưa đưa video lên TikTok, chưa đưa video lên Facebook, chưa đưa video lên Instagram và chưa làm điều này một cách thường xuyên đều đặn thì chúng ta comment số 0. Lại tiếc nhau cái comment rồi. Chẳng có lẽ gì mà mình lại không comment được một con số nào đấy. Một là 1, 2, 3, 4, 2 là 0. À, anh chị em comment thật nhanh chú Huy ạ. Hello. Hình như là bị đơ hay sao, mọi người không nghe thấy mình nói sao. Chủ giảng ơi, em xin lỗi, hình như là em đang ấn nhầm cái phần chat để mọi người không comment được ấy. Thì bây giờ em sẽ sửa lại cho mọi người comment, xin lỗi cả nhà. Ôi giời ơi. Mình lại chơi nhau. Rồi. Ok. Rồi. Rồi, ok, ở đây thì anh chị em nhìn thấy là có số 2, số 1, số 0, số 0, số 0, số 0, số 4, số 1 Facebook, YouTube, số 4 là Instagram, 0, số 2 là TikTok, 0 0 0 1 2 3, 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4, 0 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
0122 0110. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đây là mình khảo sát sơ bộ thôi nhé. Mình khảo sát sơ bộ thì sau khi khảo sát sơ bộ thì đến chắc phải đến 90% là anh chị em chưa có đủ 4 kênh, chỉ có duy nhất một người có đủ 4 kênh thôi. Đấy là bạn Đoàn Đức Đồng. Đấy, là có đủ 4 cái kênh video, tức là mình có ý thức mình xây dựng 4 cái kênh video này. Đấy. Còn lại anh chị em chúng ta thì chỉ có 1 đến 2. Hiếm hoi thì có những người là có 3 cái kênh video thôi. Được không ạ? Rồi. Ok. Thì cũng cùng một cái video anh em ạ, cũng cùng một cái video mình tạo ra thì mình đưa lên luôn cả 4 kênh cho nó nhanh, cho nó gì ạ, cho nó tiếp cận được nhiều khách hàng. Bởi vì có những người thì họ thích dùng Instagram, có những người thì thích dùng TikTok, có những người thích dùng Facebook, có những người thích dùng YouTube. Cùng một cái nguồn dữ liệu mình đưa lên cả 4 kênh luôn thì nó sẽ hay gì ạ, nó sẽ tiện hơn, sẽ hay hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì anh chị em biết rồi, đó là gì ạ, TikTok thì nó chỉ cho phép những cái video ngắn thôi. Hiện tại thì nó đã có thể cho những video dài thì 5 phút, thậm chí là có những cái livestream có những cái video dài hơn. Tuy nhiên thì nó vẫn ưu tiên những cái video ngắn hơn.
trên Facebook hoặc là Instagram thì nó cũng ưu tiên cái video ngắn hơn. Đó, bây giờ thì ngoài cái phần video trên Facebook ra thì nó có một cái phần gọi là Reel, tức là những cái phần video ngắn. Ở trên YouTube bây giờ nó cũng có chia làm hai mảng, một cái là video short với cả một video bình thường. Đấy, trên Instagram nó cũng vậy. Đó, chúng ta có thể làm video dài, video ngắn. Đó, thì tất cả các cái kênh này thì bây giờ chúng ta đều có hai cái lựa chọn để video ngắn và video dài. Nhưng đa phần thì trên TikTok thì họ sẽ ưu tiên về video ngắn, trên YouTube thì ưu tiên video dài. Đó, video càng dài thì được chấm điểm càng cao. Tất nhiên thì nó vẫn có cái video ngắn, nhưng video ngắn ở trên YouTube thì nó không được ưa chuộng giống như trên TikTok, tức là nó gọi là ăn theo thôi. Đó, thế thì ở đây chúng ta làm video marketing thì chúng ta nên làm cái loại video nào? Xin thưa với anh chị em là làm cả hai, đúng không ạ? Làm cả hai. Nếu như mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm video ngắn. Điều kiện là gì ạ? Có thời gian, công sức. Bởi vì sao ạ? Video ngắn thì làm vất vả hơn video dài. Nhưng thưa với anh chị em là video ngắn làm khó hơn. Tại sao ạ? Bởi vì để cô đọng lại nội dung, ví dụ như là Huy đào tạo một tiếng đồng hồ này, bây giờ để cô đọng cái nội dung này trong vòng 1 phút mà phải tạo thành nhiều cái video 1 phút như vậy thì nó khó hơn rất nhiều cái việc mà Huy chia sẻ một tiếng như này, sau đó Huy up cái video này một tiếng lên trên YouTube, trên mạng xã hội, để cho ai đó nếu mà họ không học được buổi ngày hôm nay thì họ có thể học được vào cái ngày khác, một ngày khác nữa. Đấy, thì như vậy nó sẽ dễ hơn rất nhiều, là Huy chỉ có cắt đầu, cắt đuôi rồi là chỉnh sửa một chút, Huy đưa lên thôi, thì nó tiện, đỡ mất thời gian. Nhưng mà video nào càng video ngắn thì càng mất thời gian nhiều hơn. Một phút làm video nhưng mà gì ạ, phải chỉnh sửa mất khoảng độ 10-20 phút mới xong một cái video. Đó. Nhưng cái cũng là cái video dài như này, mình cũng chỉ sửa khoảng độ 10-20 phút thôi, cũng ra một cái video dài. Đó. Thì đấy là cái điều khác biệt giữa cái việc mà video ngắn. Bởi vì đưa ra video ngắn ấy thì chúng ta phải tạo ra nhiều cái video, không thể nào tạo ra một cái video được, đúng không ạ? Nếu mà một video thì xem vụt về hết, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta sẽ cần phải làm. Thế ở đây thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một chút về cách xây dựng một cái kênh video như thế nào. Đấy, thì Huy sẽ chia sẻ về cái mấy kênh, hai kênh video chính mà hiện nay mà chúng ta cần làm. Đầu tiên đấy là cái kênh video qua YouTube, mà kênh video qua YouTube và một số cái mẹo rồi cách để mà chúng ta cài đặt cái kênh video như nào. Đấy, thì để xây dựng cái kênh video thì rất là dễ anh chị em. Anh chị em chỉ cần một cái email thôi, sau đó chúng ta đăng nhập vào trong YouTube. Đấy, chúng ta chỉ cần đăng nhập vào trong YouTube, ngay lập tức nó sẽ có kênh của bạn ở đây, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần đăng nhập một cái email Gmail rồi đăng nhập vào YouTube thì lập tức là có cái kênh của bạn nó ghi ở đây, đúng không ạ? Đấy. Và tất nhiên khi cái kênh của chúng ta bắt đầu ấy thì chúng ta sẽ chưa có cái video nào cả. Việc của chúng ta là nhấn vào đây tạo cái video đầu tiên của mình, thế là xong. Đó. Tức là cái việc mà xây dựng cái kênh video bây giờ ấy, nó rất là dễ, cho nên là Huy không hướng dẫn anh chị em cái thao tác, những cái bước đầu tiên là lập email như thế nào rồi là lập kênh như nào, vì nó quá dễ rồi, đúng không ạ? Ở trên YouTube họ hướng dẫn rất là nhiều rồi. Trên TikTok hoặc là Facebook thì anh chị em cũng thừa biết cách để làm sao xây dựng một cái nick Facebook rồi, đúng không ạ? Đấy, việc của chúng ta đó là làm video và up lên thôi. Đấy. Thế thì ở đây á là Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách để mà chúng ta tùy chỉnh, cũng như tùy chỉnh cái kênh của mình. Đấy, khi mà vào đây ấy, thì việc đầu tiên đó là chúng ta sửa cái gì ạ? Sửa cái cover hay là cái ảnh lên này. Cái ảnh đầu tiên là ảnh gọi là ảnh bìa, gọi là ảnh bìa. Đấy. Thế thì chúng ta nhấn vào cái hình cái camera ở góc phải này, ở góc phải bên bên trên này. Đấy, anh chị em nhìn thấy cái hình camera góc phải bên trên này, chúng ta nhấn vào đây. Đó, thì chúng ta sẽ nhảy sang cái trang là YouTube Creator Studio. Đấy, ở đây thì chúng ta bắt đầu có thể thay đổi được cái hình nền cover này, và ở đây nó có ghi này, độ phân giải tối thiểu là 2048 nhân với 1100
52 đúng không ạ? Đấy, và kích thước tối đa là 6 MB. Đó. Thế thì khi mà chúng ta làm theo cái hình như này ấy, thì nó sẽ hiện lên ở tất cả những cái ví dụ như là tivi, máy tính hay điện thoại. Đó. Và để mà biết được cái kích thước chính xác cũng như là cách để mà thiết kế cái ảnh bìa này ấy, thì anh chị em lên Google search là cover YouTube, được chưa? Thì nó sẽ có rất nhiều những cái hướng dẫn. Và ví dụ như này, đây là một cái ảnh cover. Đó, anh chị em sẽ thấy là họ sẽ hướng dẫn cái kích thước ảnh cover sao cho nó chính xác nhất. Đây. Đó. Đó. Thì cái ảnh cover này ấy, thì nó sẽ có cái đoạn giữa này. Đấy, cái đoạn giữa này nó xuất hiện trên điện thoại này. Đấy, và khi mà cái máy tính nhỏ này thì là mình sẽ để hình ảnh, để chữ, để logo ở trong cái khu vực này, nó gọi là khu vực an toàn. Bởi vì sao ạ? Nếu mà chúng ta để hình ảnh choáng hết cả màn hình ấy thì một số các thiết bị điện thoại, những cái thiết bị mobile thì nó sẽ không hiển thị ra được hết. Vì vậy chúng ta chỉ đưa hình ảnh vào trong cái khung an toàn này thôi. Và cái khung này thì nó sẽ có kích thước là 1546 x 423. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ mở rộng ra cái khung hình ra ở cái khung bên ngoài này, thì nó phù hợp cho cho máy tính bảng, thì nó là kích thước của nó 1855 x 423. Và tiếp theo nữa, nếu mà chúng ta sử dụng desktop hay là máy tính cá nhân thì chúng ta sẽ mở rộng ra cái khung hình ra, nó là 2560 x 423. Như vậy là đây là cái khung hình mà chính mà chúng ta sẽ dùng. Đấy, đúng không ạ? Đó, tuy nhiên thì chúng ta vẫn làm mà cái hình nó đầy đủ. Đấy, chúng ta vẫn làm cái hình đầy đủ để mà khi mà người ta bấm vào thì nó vẫn ra được cái hình đầy đủ. Ví dụ như ở đây, khi mà Huy bấm vào đây thì anh chị em thấy không ạ? Đây là cái khung hình mà gọi là khung hình an toàn. Cái khung hình màu xanh này nó là khung hình an toàn, nó sẽ xuất hiện trên trên mobile phone. Trên mobile phone này anh chị em chỉ nhìn thấy cái khung hình màu xanh này thôi nhá. Đấy, nhưng mà khi mà Huy dùng trên máy tính ấy, thì nó sẽ xuất hiện thêm hai cái khung hình ở bên ngoài này. Đấy. Và khi mà dùng ở trên TV hoặc là những cái chỗ mà gọi là lớn hơn ấy, thì lúc đó thì nó lại nhìn thấy những cái nhiều hơn nữa. Nhìn thêm cả những cái khung bên ngoài nữa. Khung bên ngoài cũng có hình ảnh anh chị em nhé, nhưng mà nó không hiện ra ở đây thôi, đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là cái cover, cái đầu tiên mà chúng ta cần phải chỉnh. Cái tiếp theo đó là gì ạ? Trong cái tùy chỉnh kênh này thì chúng ta có cái ảnh hồ sơ này, thì nó sẽ lấy ảnh hồ sơ từ trên cái email của mình. Đấy. Có một cái nữa là cái hình mờ cho video. Đây là cái việc mà chúng ta đang xây dựng, nó là video marketing để xây dựng thương hiệu của mình. Thì chúng ta sẽ đưa vào đây cái logo của mình nếu mà có anh chị em nhé. Đấy, chúng ta đưa cái logo của mình vào đây. Đấy, ví dụ của Huy là Smart Business, tức là doanh nghiệp thông minh, hay là là kinh doanh thông minh. Đấy, với một cái mục tiêu đó là kinh doanh thông minh hơn chứ không vất vả hơn, đúng không ạ? Đấy, chúng ta có thể thay đổi vào đây, chúng ta chọn cái hình này. Đấy, và cái hình này thì nó chỉ là cái hình nhỏ thôi nhé, hình vuông nhỏ, và kích thước của nó là nó sẽ là dưới 100 pixel, đó, dưới 110 pixel, 100 x 100 pixel, thì nó sẽ hiện ra cái logo của chúng ta ở bên dưới này. Đó. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có một cái phần nó gọi là thông tin cơ bản. Cái phần thông tin cơ bản này, khi mà người ta vào trong kênh của mình ấy, thì người ta sẽ đọc được cái phần giới thiệu của cái kênh YouTube của mình. Họ biết chúng ta là ai, đúng không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể tùy chỉnh cái đường dẫn cái kênh của mình. Tuy nhiên để tùy chỉnh cái đường dẫn thì chúng ta cần phải có trên 1.000 sub, tức là 1.000 cái người theo dõi. Thì lúc đó thì chúng ta bắt đầu có thể tùy chỉnh cái kênh của mình. Hoặc là chúng ta có thể đưa thêm những cái đường liên kết. Ví dụ liên kết đến Facebook, liên kết đến fanpage, hoặc là liên kết đến một cái nút để mà gọi là đăng ký. Thêm cái nút để đăng ký.
đúng không ạ? Rồi đấy, thì đấy là cái thông tin cơ bản. Đấy. Đấy, còn bố cục ở đây chúng ta có thể có hai phần bố cục. Bố cục kênh dành cho người chưa đăng ký nó khác, bố cục kênh dành cho người đăng ký cũ nó khác. Ở đây thì Huy đang để hai cái chế độ này nó giống nhau, nhưng anh chị em hoàn toàn có thể là gì ạ, đưa cái video dành cho người đã đăng ký thì chúng ta sẽ có một cái video khác, còn chưa đăng ký thì có một video khác, đúng không ạ? Đấy. Rồi các cái phần của các video đó, thì sau này chúng ta có nhiều video ấy thì chúng ta sẽ có những cái phần khác nhau, ví dụ video đã tải lên hoặc là những cái danh sách phát, chúng ta thêm những cái phần vào đây. Đó, chúng ta thêm phần kênh ở đây, chúng ta thêm vào đây, có thể thêm là rằng là gì ạ, video tải lên phổ biến hoặc đang trực tiếp, hoặc sự kiện trực tiếp trước đây, hoặc sự kiện trực tiếp sắp tới, hoặc danh sách phát, danh sách đã tạo, hoặc nhiều danh sách phát, hoặc kênh đã đăng ký, hoặc kênh nổi bật. Đó, thì đấy là gì ạ, đấy là các cái danh sách phát mà chúng ta có thể đưa thêm vào. Đấy, và nó sẽ hiển thị ra cái phần ở bên ngoài này. Khi bên ngoài này nó sẽ hiển thị ra trang chủ, phần trang chủ thì nó sẽ hiển thị ra thì nó hiển thị ra các cái danh sách phát ở đây. Đó, ok nha anh chị em nha. Rồi, tiếp theo nữa đấy là cái phần cài đặt. Chúng ta vào phần cài đặt, đúng không ạ? Vào phần cài đặt kênh, thứ nhất là chúng ta chọn quốc gia, bởi vì chúng ta cư trú ở Việt Nam và phần lớn khách hàng cũng như là phần lớn cái người mà chúng ta muốn hướng tới là ở Việt Nam, cho nên là gì ạ, là chúng ta chọn Việt Nam. Tiếp theo là chúng ta đưa vào một số từ khóa mặc định. Những từ khóa mặc định là gì ạ? Những từ khóa này là bất kể khi nào mà chúng ta đăng một video lên thì tự động nó sẽ đưa những từ khóa này vào trong video của mình, đúng không ạ? Rất là tiện, đúng không ạ? Thì mình đưa ra một số cái từ khóa sẵn đó. Tiếp theo đó là gì ạ? Cài đặt nâng cao thì nếu như mà chúng ta muốn tự động, ví dụ như là ở đây ấy, cái kênh của mình thì ví dụ Huy sẽ để cái tùy chọn nâng cao đấy là gì ạ? Kênh này là không dành cho trẻ em. Đó, có những kênh dành cho trẻ em riêng, tức là chỉ chuyên dụng nội dung với cái người xem, người theo dõi là trẻ em. Đấy, thì ở đây thì mình đặt chế độ là kênh này không dành trẻ em, thì sau mình không cần phải chọn lại nữa, nó tự động luôn, đúng không ạ? Đấy. Thì một số cái tài khoản Google AdWords để mà mình quảng cáo, nếu mà có thì mình có thể liên kết vào đây. Hiển thị phụ đề. Đấy, thì mình có thể đặt chế độ hiển thị phụ đề, nhưng mà hiển thị phụ đề hiện tại ấy, thì nó chỉ có tự động dành cho ngôn ngữ là tiếng Anh thôi, thì tiếng Việt là chưa có. Cái số người đăng ký mình có thể hiển thị hoặc không hiển thị, ví dụ kênh mình mới, mình chưa có nhiều người đăng ký thì mình tắt nó đi, thì mọi người sẽ không biết là kênh của mình có bao nhiêu người đăng ký, đúng không ạ? Đó, người ta nhìn vào mà ui kênh này có không, có 1, 2, 3 người đăng ký, họ chán, họ không đăng ký, nhưng họ không biết có bao nhiêu người đăng ký thì họ vẫn có thể nhấn đăng ký. Được chưa? Nếu mà mình có nhiều người đăng ký thì mình bật lên. Được chưa? Đấy. Mình có thể tắt quảng cáo dựa trên mối quan tâm, thì cái này thì không quan trọng lắm. Cho phép người xem tạo đoạn video từ nội dung của tôi, thì đây là một cái cách rất là hay để mình truyền thông, mình quảng bá cái video của mình, cho nên là mình lưu lại, được không ạ? Đấy. Ngoài ra thì những cái sử dụng các cái tính năng khác, ví dụ những cái tính năng cơ bản là tải video này, tạo danh sách này, thêm cộng tác viên này, và thêm video mới này. Đấy, thì chúng ta bật hết lên, đúng không ạ? Các tính năng bậc trung, video dài hơn 15 phút này. Đấy, hình nhỏ tùy chỉnh này, phát trực tiếp này. Đấy. Rồi các tính năng nâng cao này thì chúng ta bật hết lên, đúng không ạ? Đấy. Tất cả những cái này là cái này chúng ta bật khi nào ạ? Khi mà chúng ta có nhiều video rồi thì chúng ta sẽ được bật lên. Ví dụ như là nếu mà kênh chúng ta mới tạo ra và với ít video ấy thì chúng ta sẽ chưa được đăng những cái video dài hơn 15 phút. Được chưa ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta phải bật các tính năng cơ bản, xác minh số điện thoại thì chúng ta sẽ được đăng cái video dài hơn 15 phút. Và những tính năng nâng cao khi nào ạ? Khi nào chúng ta đã bật được các cái video tầm trung, đã xác minh qua video, giấy tờ tùy thân hợp lệ và quá trình hoạt động tích cực thì chúng ta sẽ được bật các tính năng nâng cao. Được chưa ạ? Chứ ngay từ đầu vào ấy, thì chúng ta chỉ có những tính năng cơ bản thôi. Ví dụ tạo
tải video lên, tạo danh sách, thêm các tác viên, thêm video mới vào danh sách có sẵn. Đấy, mỗi thế thôi. Ok, chúng ta nhấn lưu. Đấy. Rồi, chúng ta sang cái phần xây dựng thương hiệu. Rồi, tiếp theo là về phần phụ đề bản quyền. Ok nhé. Đó. Rồi, trong bất kể các cái video của chúng ta ấy, thì có một số lưu ý này. Đó là chúng ta sử dụng thêm các cái gọi là danh sách phát. Đó, chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều cái danh sách phát khác nhau anh chị em nha. Chúng ta tạo ra nhiều danh sách phát khác nhau bởi vì sao ạ? Danh sách phát thì khi mà mọi người tìm kiếm trên Internet ấy, trên YouTube ấy, thì ngoài cái việc mà chúng ta đặt cái tiêu đề đấy, chúng ta đặt cái tiêu đề của mình. Huy đã hướng dẫn anh chị em cách đặt tiêu đề rồi, được không ạ? Cách đặt tiêu đề là gì ạ? Để khi mà khách hàng họ tìm kiếm ấy, họ sẽ tìm kiếm cái từ khóa nào thì chúng ta đặt cái tiêu đề giống như từ khóa đó, được không ạ? Thì cách đặt tiêu đề này, cái nội dung của cái video này cộng với cả cái danh sách phát này thì nó đều được hiển thị ra trên cái công cụ tìm kiếm của chúng ta. Vì vậy là gì ạ? Là trong cái chúng ta đưa cái video của chúng ta vào các cái danh sách phát khác nhau. Thứ nhất, để chúng ta dễ tìm kiếm lại cái video của chúng ta hơn, bởi video chúng ta nó có thể rất nhiều chủ đề khác nhau. Thì chúng ta gom một các cái chủ đề giống nhau vào cùng một cái danh sách phát. Và cái ý nghĩa của cái việc mà tạo danh sách phát nó còn là giúp cho chúng ta gì ạ? Dễ dàng hơn xuất hiện ở trên gì ạ? Trên cái kết quả tìm kiếm khi mà đối tượng khách hàng thị trường mục tiêu chúng ta họ tìm kiếm, được chưa ạ? Đấy. Ngoài ra thêm một cái điều nữa rất là quan trọng anh chị em nhé, đó là chúng ta sử dụng hashtag. Hashtag là gì ạ? Hashtag là những cái từ đánh dấu. Đấy, được bắt đầu bởi dấu thăng, sau đó là viết liền không dấu liên tục. Đấy, thì nó gọi là hashtag. Hashtag này sẽ giúp gom tất cả những cái nội dung nó có cùng hashtag vào với nhau để chúng ta tìm ra được một cái nội dung mà thông dụng nhất. Đó. Ví dụ ở đây khi mà Huy tìm kiếm một cái từ là Nguyễn Quang Huy. Mình đang muốn xây dựng cái thương hiệu của mình. Đó. Anh chị em thấy nhá, khi mà Huy tìm kiếm về cái Nguyễn Quang Huy thì cái kênh của Huy nó lên đầu luôn. Anh chị em thấy không ạ? Ở trên thế giới thì có rất nhiều người, ở Việt Nam có rất nhiều người tên Nguyễn Quang Huy, đúng không anh chị em? Đấy, ở Việt Nam có rất nhiều người Nguyễn Quang Huy, và Nguyễn Quang Huy là cái tên rất là phổ biến, đúng không ạ? Đấy. Và khi mà chúng ta gọi là tìm kiếm ở trên YouTube, nếu như cái kênh của mình nó lên được trên đầu, như vậy là chúng ta thành công, đúng không anh chị em? Đó. Và không chỉ thế thì những cái video tiếp theo nó cũng là gì ạ? Những cái video được xếp đầu này, anh chị em thấy không ạ? Đây, cái video của Huy này, Đấy. Đây, có một kênh của một cái người khác cũng làm video, cũng tên là Nguyễn Quang Huy, anh chị em thấy không ạ? Rất nhiều người tên là Nguyễn Quang Huy anh chị em nhé. Đấy, đây là video của Huy này. Đấy, 1 này, 2 này. Ở đây nhá, mình sẽ có là 1, 2 này. Mình đang đếm cái số kết quả mình có được ở trên, ở trong khoảng độ 10 hoặc 20 hoặc 50 top đầu nhé. Ví dụ như là 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, đây là cái người khác này, Trương Quốc Huy này, 6 này, đây là gì ạ, đây cũng Quang Huy này anh chị em nha, đây cũng kênh Nguyễn Quang Huy này anh chị em thấy không, rất nhiều Nguyễn Quang Huy, đây Nguyễn Quang Huy nữa này, Quang Huy Nguyễn này, đấy, 7 này, rồi, Phạm Thành Long, đây 8 này, 9 này, đấy, 10, 11 này, 12, 13, 14, 15 này. Đấy, đây là cũng Huy Idol này. Cũng học toán cùng thầy Nguyễn Quang Huy này. Đây Nguyễn Quang Huy này. 16, 17, 18, 19, 20 này. Đây cũng Nguyễn Quang Huy này. Đấy. Nguyễn Quang Huy này. 21, 22. Đấy, đây Nguyễn Quang Huy này. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, Nguyễn Quang Huy nhiều lắm. Đấy. 22, 23, 24. Đó, anh chị em thấy khoảng độ 25. Đó, khoảng độ 50%. Tức là 50 cái
50 cái kết quả đầu tiên thì cái số lượng mà video mà Huy ở trên top đầu thì nó chiếm khoảng 50% cái từ khóa mà cái tên của mình ấy, khi mà mình search cái tên của mình, bởi vì mình đang xây dựng cái thương hiệu của mình mà, đúng không ạ? Mình đang xây dựng thương hiệu cá nhân của mình mà mình search từ Nguyễn Quang Huy mà nó ra được đến 50 cái video hay là 50 cái kết quả liên quan đến mình thì đây là thành công, đúng không anh chị em? Mình chiếm lĩnh vị trí top đầu, 3 vị trí top đầu, 5 vị trí top đầu là mình chiếm lĩnh. Sau đó là mình chiếm lĩnh bao nhiêu ạ? Mình chiếm lĩnh được 50% cái kết quả của 50 cái đường link, 50 kết quả đầu tiên. Thì đây là một cái rất là thành công. Nhưng mà hơn thế nữa, khi mà chúng ta sử dụng hashtag, anh chị em nhìn nhé. Chứ khi mà chúng ta sử dụng hashtag ấy, thì cái hashtag nó sẽ hiện ở đây. Cái 3 hashtag đầu tiên mà chúng ta sử dụng nó sẽ hiện ở đây. Chúng ta có thể có rất nhiều hashtag nhưng nó chỉ hiện 3 cái hashtag thôi anh chị em nhé. Đấy, nó chỉ hiện 3 cái hashtag đầu tiên ở trên này thôi. Đấy, và ở đây thì ngoài cái thương hiệu mà Huy đang xây dựng là Smart Business cũng như là Diamond Team ra thì không nói nhé. Nhưng mà cái hashtag Nguyễn Quang Huy thì anh chị em xem nhé. Đấy, khi mà Huy nhấn vào cái chữ hashtag Nguyễn Quang Huy này thì anh chị em thấy là gì ạ? Nó hiện ra là 303 video và 24 kênh khác nhau có cái hashtag Nguyễn Quang Huy này. Nhưng anh chị em nhìn cái độ phủ của Huy khi mà anh chị em nhấn vào cái hashtag Nguyễn Quang Huy này. Này, 1 này, 2 này. Ở đây có một cái video của ông Nguyễn Quang Huy khác này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nói chung là gì ạ? Là Huy chiếm lĩnh toàn bộ cái hashtag này luôn anh chị em. Đây, thỉnh thoảng lại có một ông này. Ông này cũng là có ý thức xây dựng kênh video marketing và ý thức sử dụng hashtag, đúng không ạ? Đấy, đặc biệt là trên TikTok thì chúng ta sử dụng hashtag rất là nhiều. Đấy, nhưng mà anh chị em thấy không ạ? Là Huy chiếm lĩnh toàn bộ cái hashtag Nguyễn Quang Huy luôn. Tức là gì ạ? Là anh chị em khi mà chúng ta nhấn vào một video mà chúng ta muốn xem thêm cái video của ông Nguyễn Quang Huy thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cái chữ hashtag ấy thôi là ngay lập tức là chúng ta sẽ ra được tất cả những cái video của ông ấy, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà chúng ta cần phải có ý thức để làm việc này. Đấy. Chúng ta phải có kỹ năng và có cái tư duy để làm việc này. Thế anh chị em thấy không ạ? Thì Huy gần như là chiếm lĩnh toàn bộ cái hashtag Nguyễn Quang Huy luôn. Và gần như là đến tận dưới này thì cũng vẫn là Nguyễn Quang Huy, anh chị em thấy không ạ? Vẫn rất nhiều những cái video của Huy. Đó. Đó. Ở dưới này thì bắt đầu là mới ra những cái video của những người khác mà không có gắn hashtag. Những cái người này nha, là cũng có Nguyễn Quang Huy nhưng không gắn hashtag. Nó cũng gì ạ? Nó cũng sẽ ra. Đấy, kể cả không gắn hashtag nó vẫn ra anh chị em nhé. Nó coi như là mình search từ Nguyễn Quang Huy thôi, nhưng mà nó rút gọn lại, giúp mình search nhanh hơn, có mỗi thế thôi, đúng không ạ? Dưới này sẽ có một số người không gắn hashtag, nhưng mà đây ví dụ như là kênh này của ông Nguyễn Quang Huy này, thì video đầu tiên giới thiệu kênh thì nó cũng ra. Bởi vì sao ạ? Nó cũng có liên quan đến từ Nguyễn Quang Huy, anh chị em thấy không ạ? Đó. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta giúp cái thương hiệu của mình nó đi được xa hơn, đi được nhanh hơn. Và gần như là Huy chiếm lĩnh toàn bộ cái từ khóa về cái name, cái tên của mình. Vậy thì chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình thì chúng ta phải làm cái điều này rất là sớm. Chúng ta phải chuẩn bị cái điều này rất là sớm để làm gì ạ? Để mà chúng ta chiếm lĩnh. Bởi vì tại sao ạ? Anh chị em thấy rằng là gì ạ? Trên thị trường hiện nay rất ít người có tư duy cũng như là có kỹ năng cũng như là có công cụ cũng như là có cái sự chuẩn bị để xây dựng thương hiệu cá nhân. Và đây chính là cơ hội, đúng không ạ? Đây chính là cơ hội để chúng ta xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình. Vừa rồi Huy cũng vừa làm một cuộc khảo sát ngay trong cái phòng Zoom của chúng ta ngày hôm nay. Huy cũng làm một cuộc khảo sát nhỏ ở trong cái phòng Zoom ngày hôm nay của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng cũng rất ít người có những cái kênh video như này. Và xin thưa với anh chị em, đây chính là cơ hội để chúng ta chiếm lĩnh cái thị phần ở trên Internet, đúng không ạ? Anh chị em biết rằng nếu như mà chúng ta có một cái cửa hàng ở mặt phố thì đấy là chúng ta có lợi thế trong kinh doanh, đúng không anh chị em? Nếu chúng ta có cửa hàng ở mặt phố thì chúng ta có lợi thế kinh doanh. Thế câu hỏi là tại sao cái cửa hàng mặt phố lại có lợi thế trên kinh doanh? À, có phải là gì ạ?
cửa hàng mặt phố mà chúng ta treo một cái bảng hiệu lên đó ấy, thì có nhiều người đi qua đi lại họ nhìn thấy cái thương hiệu của chúng ta, và một ngày nào đó họ phát sinh cái nhu cầu ấy thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ làm sao ạ? Họ sẽ vào trong cái cửa hàng, ví dụ chúng ta là cửa hàng thời trang đi, hoặc là chúng ta có quán ăn đi, đúng không ạ? Thì chúng ta treo cái biển hiệu của mình, cái mở cái cửa hàng của mình ở trên cái con phố đó, mà con phố đó nó rất là đông người qua lại, thì một ngày nào đó cái người cái qua lại đó họ sẽ nhìn thấy cái thương hiệu của chúng ta, và một ngày nào đó họ sẽ có cái nhu cầu, họ mua quần áo, họ nhu cầu ăn uống, thì họ sẽ nhớ đến cái thương hiệu của chúng ta và họ sẽ tìm đến, họ vào cái cửa hàng của chúng ta, họ sẽ tiếp cận được nhiều người, có đúng không ạ? Thế thì xin thưa với anh chị em là bây giờ chúng ta không phải ai cũng có cửa hàng mặt phố, đúng không? Nếu mà mình không có cửa hàng mặt phố thì chúng ta làm sao để kinh doanh đây? Xin thưa với anh chị em là bây giờ người ta ra đường ít hơn là lên Internet. Và Internet chính là một cái phố. Và nếu như chúng ta có một cái cửa hàng mặt phố ở trên Internet thì chúng ta có phải dễ dàng hơn trong cái việc tiếp cận đến khách hàng không ạ? Khách hàng bây giờ người ta đi qua đi lại ở trên Internet, ở trên mạng xã hội, trên YouTube, trên Facebook, trên TikTok, trên Instagram, có đúng không ạ? Thế nếu như chúng ta xuất hiện ở trên đó và người ta nhìn thấy mình một lần, hai lần, ba lần, năm lần, 10 lần, 20 lần thì người ta sẽ nhớ đến cái mặt của mình, nhớ đến cái thương hiệu của mình. Và bây giờ ấy, cơ hội của chúng ta đó là gì ạ? Giống như là bây giờ cái cửa hàng mặt phố ấy, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ việc là chúng ta đi xí chỗ thôi, chúng ta không mất tiền. Anh chị em ạ, Huy xây dựng cái kênh của mình không mất một đồng nào hết, hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Bây giờ anh chị em chỉ cần đi xí cái chỗ thôi. Bây giờ bảo tôi muốn cái chỗ này ở giữa ngã tư. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không có ai, rất ít người đang quan tâm với lĩnh vực này, rất ít người đang gì ạ, cạnh tranh với chúng ta. Việc của chúng ta là gì ạ? Mua một cái cửa hàng mặt phố mà lại hoàn toàn miễn phí. Ok à? Anh chị em có nhận ra điều này chưa? Anh chị em đã nhận ra rằng là mình đang bỏ lỡ một cái cửa hàng mặt phố một cách rất đơn giản, rất dễ, không tốn kém, không mất nhiều tiền, không mất nhiều chi phí, mà mình có một cửa hàng mặt phố để có nhiều người biết đến mình, nhiều người nhìn thấy cái thương hiệu của mình, đúng không ạ? Đúng không anh chị em? Đấy. Cho nên ngày hôm nay mà anh chị em không làm video marketing, không xây dựng kênh ở trên YouTube, trên Facebook, trên TikTok thì anh chị em đã sai, quá sai rồi. Đừng kinh doanh nữa nếu anh chị em không làm video marketing. Đừng kinh doanh nữa nếu anh chị em không xây dựng một cái cửa hàng mặt phố của mình ở trên Internet, được không ạ? Đừng kinh doanh nữa nếu anh chị em vẫn làm theo cách cũ thì nó không còn hiệu quả nữa. Không sao cả, nhưng mà nó hiệu quả nó không cao nữa. Và nếu mà anh chị em đang làm offline ấy, thì anh chị em kết hợp giữa online và offline song song, đúng không ạ? Để làm gì ạ? Để nó tăng cái hiệu quả của mình lên. Bây giờ người ta lên online nhiều hơn là offline. Người ta mua hàng online nhiều hơn mua hàng offline, đúng không ạ? Bây giờ ấy là 90% hàng hóa là Huy mua là thông qua gì ạ? Thông qua online. Mình xem cái đấy ở cửa hàng nhé. Ra cửa hàng xem, thử, nghịch, sờ, hỏi thoải mái. Nhưng cuối cùng mua thì gì ạ? Lên online mua. Tại sao ạ? Lên online mua nó rẻ hơn, mà giao hàng rất nhanh, giao hàng tận nhà, đúng không ạ? Mà miễn phí. Ok anh chị em ạ, à, rất hay. Rồi, mở một cửa hàng trên Internet, thiết lập một kênh trên Internet, đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái kênh mà ví dụ như Huy hướng dẫn, đó là chúng ta phải trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực của mình. Chúng ta làm bất kể lĩnh vực gì thì chúng ta phải bán hàng giống như chuyên gia, đúng không ạ? Bán hàng giống như chuyên gia thì chúng ta phải trở thành chuyên gia. Chúng ta phải trao giá trị cho cộng đồng. Chúng ta phải làm cho cộng đồng biết đến mình đã. Họ biết đến mình là ai đã. Sau đó họ thích mình. Bao nhiêu anh chị em đã biết đến Huy rồi và bây giờ bắt đầu thích Huy thì comment là, nếu anh chị em biết đến Huy thì comment số 1. Nếu mà anh chị em bắt đầu thích Huy thì comment số 2. Tức là nếu mà biết và thích rồi comment số 1 và số 2. Đấy, nếu mà anh chị em thấy thích rồi mà bắt đầu là gì ạ? À, người ta có cái quy trình là gì ạ? Biết, thích, tin, mua, đúng không ạ? Đầu tiên là biết đã, sau đó thích, sau đó bắt đầu thấy có niềm tin rồi, à, tin rằng là ông này sẽ giúp được mình, à, nếu như mà doanh nghiệp mình đang gặp vấn đề ấy, thì có thể là ông Huy này ông có thể coach cho mình, giúp cho mình, để giúp cho mình tìm ra cái giải pháp, tìm ra cái vấn đề, tìm ra cái
cái lỗ hổng ở trong cái doanh nghiệp của mình và giúp cho mình đưa ra cái chiến lược. Đấy, chiến lược về kinh doanh, chiến lược marketing, chiến lược về nhân sự, chiến lược về tài chính để làm gì ạ? Để có thể hỗ trợ cho mình thì comment số 3. Nếu anh chị em tin Huy có thể giúp được anh chị em thì comment số 3. Đúng không ạ? Đấy. Đúng không ạ? Thế thôi. Và sau khi anh chị em tin rồi thì Huy bán cái gì anh chị em chỉ mua. Đúng không ạ? Đấy, chỉ có điều là Huy không có bán. Huy không có bán gì hết. Đúng không ạ? Huy không bán gì hết. Huy chỉ giúp anh chị em thôi. Và tất nhiên khi anh chị em thực sự mong muốn giúp đỡ thì chúng ta sẽ có những cái gọi là vật ngang giá để chúng ta trao đổi. Ví dụ như là trao đổi anh chị em muốn Huy về để đào tạo nhân sự cho anh chị em chẳng hạn, hoặc là muốn Huy coaching hướng dẫn cho anh chị em cách để mà xây dựng cái doanh nghiệp của mình đó, hoặc là cái kỹ năng lãnh đạo dành cho cái đội ngũ lãnh đạo, hoặc là để thúc đẩy tinh thần của nhân viên, Huy sẽ đào tạo trực tiếp cho công ty của anh chị em. Thì khi đó thì chúng ta sẽ bàn công việc sâu hơn, đúng không anh chị em? Đấy, thì là gì ạ? Biết, thích, tin, mua. Thì đi theo đúng cái quy trình như vậy thôi. Nếu như mà mình chưa làm được cái điều đó thì việc của mình bắt đầu hãy làm đi, được chưa ạ? Và Huy thì mới làm cái việc này trong khoảng độ 3 năm gần đây thôi. Mới bắt đầu làm với khoảng 3 năm gần đây thôi. Và số lượng video Huy làm đến bây giờ ấy, nó rơi khoảng độ tầm 700 video, 700 hoặc 800 video. Được ạ? Huy làm khoảng độ 800 cái video và hầu hết là các video trao giá trị cho cộng đồng. Và hầu hết những video đó là video đào tạo chuyên sâu. Và tất nhiên trong số đó có rất nhiều video ngắn. Được chưa ạ? Và mình phải đi theo cái mô hình này, đi theo cái quy trình này, làm cho họ biết đến mình đã. Đấy, được không ạ? Đấy, sau đó thì bắt đầu chúng ta mới chia sẻ những cái cách khác. Và một trong những cái cách để mà chúng ta có thể xây dựng cái kênh của mình nhanh ấy, đó là đi theo những cái người mà đã có những cái kênh mà phát triển. Tức là mình tìm đối thủ của mình, hoặc tìm những cái người thầy, tìm những người mentor để mà mình bắt chước, mình làm theo. Thì đây là cách rất là nhanh để mà mình xây dựng cái kênh của mình, đúng không ạ? Ngoài ra thì Huy sẽ có một cái hướng dẫn anh chị em về cái kênh TikTok. Thì Huy có một cái kênh như này chỉ để hướng dẫn anh chị em cách làm TikTok thôi. Đấy. Đấy. Đây là có khoảng độ 24, 25, 27 phần gì đó để anh chị em xây dựng cái kênh TikTok của mình. Và mỗi video này là video rất là ngắn. Đó. TikTok là gì? À. TikTok là một phần mềm ứng dụng để tạo ra các video ngắn được ra mắt ở Trung Quốc là vào tháng 9 năm 2016 với cái tên là Douyin, và sau đó thì được phát triển rộng rãi ra thế giới. Và năm 2018 thì TikTok mua lại cái công ty của Musical.ly của Mỹ để phát triển thị trường của Mỹ. Và sau khi sáp nhập với cả Musical.ly thì TikTok trở thành một nền tảng phát triển rất mạnh mẽ. Và cái điều mà khiến cho TikTok phát triển mạnh mẽ đó là gì ạ? Đó là nó dễ dàng cho tất cả mọi người đều có thể trở thành những cái người sáng tạo nội dung và có thể chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh ở trên TikTok vô cùng dễ dàng. Và hiện nay TikTok đang trở thành một thế lực vô cùng đáng gờm ở trong cái hệ thống các cái mạng xã hội. Do mà khiến cho TikTok có thể vượt mặt YouTube và Facebook trong thời gian tới, đó là cái phần mềm này rất là dễ dàng để tạo ra những cái video đơn giản, bởi vì thứ nhất là tính đơn giản của nó, thứ hai đó là gì ạ, là các cái video này nó sẽ trở nên cô đọng và chỉnh chu hơn, bởi vì mỗi video thường ngắn hơn 1 phút so với các cái video trên YouTube từ 5 đến 10 phút. Vì vậy mà người dùng sẽ tiếp cận các cái thông tin với thời gian nhanh hơn và từ đó họ xem được nhiều nội dung hơn. Lượng view trên nền tảng của TikTok có thể gấp 10-20 so với YouTube, và loại bỏ cái rào cản sáng tạo nội dung khó khăn và tốn kém thời gian. Và bất kỳ một TikToker nào, newbie nào đều có thể nhanh chóng tạo ra hàng chục nghìn follow, hàng triệu view chỉ sau một vài video. Do mà khiến cho... Ok, thì anh chị em có thể lên TikTok search từ Huy Coach. Coach tức là cái từ gọi là huấn luyện ấy, từ huấn luyện viên ấy. Thì anh chị em sẽ xem cái bộ video của Huy hướng dẫn cách anh chị em sử dụng cũng như là làm TikTok, đúng không ạ? Thế thì
từ tháng 1 năm 2021 nó Huy đã nói là những cái lý do mà TikTok sẽ vượt mặt Facebook và vượt mặt YouTube trong thời gian tới. Thì tức là cách đây khoảng 1.5 năm, Huy đã nhận định rằng TikTok sẽ vượt mặt Facebook, và đến bây giờ xin thưa với anh chị em là TikTok đã vượt mặt Facebook rồi. Đến thời điểm hiện tại thì TikTok đã vượt mặt Facebook về cái số lượng thành viên sử dụng thường xuyên, đặc biệt là số lượng giờ xem video. Thì TikTok đang vượt mặt Facebook rồi, bởi vì Facebook thì đợt vừa rồi anh chị em biết là diện nó có cái cú giảm kinh khủng luôn, mất gần 800 triệu ID, 800 triệu lượt người theo dõi. Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì YouTube đang có những cái post, có những cái lỗi, có những cái vấn đề mà khiến cho rất nhiều người đang mất niềm tin, đang quay lưng với cả Facebook. Ví dụ như là cái cuộc chiến tranh ở Nga với cả Ukraine thì toàn bộ người Nga là không được truy cập vào Facebook nữa. Còn ở Trung Quốc thì anh chị em biết là Facebook cũng bị cấm và cũng không được truy cập nữa. Và hai cái thị trường lớn nhất ở trên thế giới thì hiện tại là Facebook đều bị cấm. Trong khi TikTok thì nó xuất phát từ từ Trung Quốc, đúng không ạ? Mà Nga với Trung Quốc thì rất thân với nhau, đúng không ạ? Và TikTok thì đang là một cái nền tảng phát triển rất là nhanh. Số lượng lượt tải TikTok ở trên thế giới thì hiện nay cũng đã bắt đầu vượt qua Facebook rồi. Như vậy là gì ạ? TikTok đang là một cái nền tảng vô cùng quan trọng. Tại sao Huy không nhắc nhiều về Facebook? Về Facebook thì ở Việt Nam rất là thông dụng. Thì chúng ta không, Huy không muốn nhắc quá nhiều về Facebook ở Việt Nam nữa rồi. Hầu hết người dân Việt Nam đều có tài khoản Facebook. Nhưng mà YouTube và TikTok thì ít hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đón một cái trend mới, chúng ta muốn có cơ hội thì chúng ta phải đi sớm hơn, phải đi tắt, phải đón đầu, tức là chúng ta phải chuẩn bị cho những cái nền tảng mà nó sẽ phát triển trong thời gian tới, đúng không ạ? Đấy. Và TikTok trong thời gian tới nó sẽ vượt mặt cả YouTube. Tuy nhiên thì hai cái nền tảng này thì nó có hai cái ý nghĩa khác nhau, cho nên nó sẽ không thay thế được cho nhau. Thứ nhất đấy là YouTube thì đó là kênh đào tạo, kênh giáo dục. Cho nên khi chúng ta muốn học điều gì đó, học nấu ăn, học làm bánh, học cắm hoa, học gập giấy, học bất kể cái điều gì đó, thì chúng ta nghĩ ngay đến YouTube, chứ ta không nghĩ đến TikTok. Chúng ta không lên TikTok để chúng ta học, mà chúng ta sẽ học ở trên YouTube. Học trên YouTube chúng ta sẽ học được nhiều hơn. Trên TikTok nó là một kênh giải trí, đúng không ạ? Kênh giải trí. Và đặc biệt là thời gian gần đây thì TikTok có ra một cái tính năng, đấy là TikTok Shop. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể bán hàng và quản lý đơn hàng ở ngay trên TikTok rất là thuận tiện. Đấy. Và TikTok nó sẽ tích hợp cả Shopee và livestream cả Facebook, cả tất các mọi thứ ở trên TikTok. Cho nên là gì ạ? Đừng bỏ qua cái kênh này anh chị em nhé. Đừng bỏ qua cái kênh TikTok này. Facebook thì bị bóp tương tác rất là nhiều. Anh chị em livestream bây giờ trên Facebook thì gần như là không có người xem. Đăng một bài, anh chị em thấy đăng bài trên Facebook bây giờ rất ít người tương tác, có đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì anh chị em muốn tương tác, anh chị em phải trả tiền cho nó. Còn TikTok là một cái nền tảng mới, cho nên họ vẫn đang thả cho mình thoải mái. TikTok nó giống như Facebook cách đây khoảng độ 6-7 năm, 5-6 năm trước, đúng không ạ? Tức là 5-6 năm trước thì Facebook cũng khá là thoải mái. Anh chị em có thể đăng tin, có thể là livestream, có thể rất nhiều mắt, rất nhiều người xem. Nhưng bây giờ anh chị em livestream rất ít người xem nữa rồi, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà trên TikTok thì anh chị em livestream rất nhiều người xem. Như vậy là gì ạ? Nó giống như là cái việc mà chúng ta đi trước đón đầu. Tất cả những cơ hội thì bao giờ nó có tính thời điểm anh chị em nhé. Và nó chỉ thời điểm, nó chỉ dành cho những người nào biết nắm bắt thời cơ sớm thôi. Còn khi mà mọi người đều biết rồi, mọi người đều bán hàng trên Facebook rồi, thì bây giờ mà ai đó vẫn còn bán hàng ở trên Facebook, trên trang cá nhân nữa, thì xin thưa với anh chị em là không ăn thua, đúng không ạ? Chúng ta chỉ bán hàng loanh quanh với những người khách cũ thôi, những người khách mới họ không vào mua của chúng ta nữa đâu, đúng không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em vẫn còn bán hàng trên Facebook cá nhân nữa thì xin thưa với anh chị em là chúng ta sẽ càng ngày càng bán kém đi đấy. Bắt đầu chúng ta hãy phải tìm kiếm những kênh bán hàng mới, những cái con đường bán hàng mới. Bao nhiêu anh chị em thấy đồng ý với điều này, anh chị em nào đang hoặc đã bán hàng trên kênh cá nhân và bây giờ cảm thấy không ổn nữa,
bán hàng không tốt như ngày xưa nữa thì comment là tôi vui đúng không ạ? À, ngày xưa mình chỉ cần đăng tin trên trang cá nhân của mình trên Facebook thôi là đã bán được hàng rồi. Nhưng bây giờ xin thưa với anh chị em còn lâu mới bán được. Nếu mà vẫn tiếp tục làm như vậy không bán được đâu, đúng không ạ? Nếu mà anh chị em muốn bán hàng, bắt buộc anh chị em phải thay đổi. Phải thay đổi thôi, đúng không ạ? Xây dựng kênh YouTube, xây dựng kênh TikTok, tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn, trao giá trị nhiều hơn, đúng không ạ? Sau đó thì hãng bán cái gì thì bán nhé. Và thêm một cái kênh nữa mà chúng ta không nên bỏ qua, à, hiện nay thì nó cũng là một cái kênh rất phổ biến ở Việt Nam, đó là gì ạ? Instagram. Instagram thì nó gọi là kênh khoe của hay là kênh sang chảnh. Đấy, ở trên Instagram thì có rất nhiều những cái video gọi là sang chảnh dành cho cái giới gọi là giới trẻ. À, thì Instagram cũng đang thu hút rất nhiều đối tượng, đặc biệt là phụ nữ. Nếu như anh chị em làm về lĩnh vực thời trang, làm về lĩnh vực mỹ phẩm, đấy, thì không thể bỏ qua được cái kênh Instagram, đúng không ạ? Bởi vì kênh đấy là kênh dành cho giới trẻ và rất là sang chảnh. À, kênh TikTok thì dành cho đối tượng cực kỳ trẻ, tức là từ 13 tuổi, từ 5 tuổi, 3 tuổi là đã xem TikTok được rồi, cực kỳ trẻ. Kênh YouTube thì nó mang tính chất giáo khoa hơn, già hơn. Kênh Facebook thì còn già hơn nữa. Đấy. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta sẽ có nhiều đối tượng khác nhau, phù hợp với nhiều cái mạng xã hội khác nhau. Nếu như sản phẩm của chúng ta hướng tới giới trẻ thì không thể bỏ qua TikTok, Instagram. Nếu mà đối tượng của chúng ta là những cái giới mà trung, từ 30 tuổi cho đến 45 tuổi, 50 tuổi thì không thể bỏ qua Facebook và YouTube, đúng không ạ? Tùy vào cái mục tiêu, cái đối tượng khách hàng mà chúng ta hướng tới thì chúng ta xây dựng cái kênh video phù hợp. Đó. TikTok thì lên rất nhanh nhưng mà gọi là đối tượng thì nó gọi là tạp nham, tức là có rất nhiều người xem giải trí cho vui thôi, đăng ký kênh cho vui thôi, nó không phải là khách hàng tiềm năng của chúng ta. Ở đây chúng ta tập trung vào xây dựng cái tập khách hàng tiềm năng, không xây dựng chung, không gọi là follow cho nó đông, cho nó vui, mà nó cần chất lượng chứ không chỉ cần là số lượng. Tất nhiên từ số lượng sẽ ra được chất lượng, nhưng mà hãy tập trung vào cái đối tượng khách hàng mục tiêu. Bởi vì nếu mà chúng ta có nhiều đối tượng quá thì chúng ta sẽ làm loãng cái kênh của mình. Cái kênh của mình nó sẽ không còn cái giá trị cho cái đối tượng mà sẽ trả tiền cho chúng ta nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tập trung vào chăm sóc 20% khách hàng mà họ sẽ mang lại 80% lợi nhuận cho chúng ta. Có rất nhiều người đi phục vụ 80% khách hàng nhưng mà chỉ mang lại có 20% lợi nhuận thôi. Đấy, mà hãy tập trung vào phục vụ. Ở đây chúng ta là bán hàng là phục vụ, bán hàng là đào tạo, bán hàng là gì ạ? Là truyền cảm hứng, truyền thông, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Là chúng ta phải phục vụ, bán hàng là phục vụ. Chúng ta phục vụ 20% đối tượng khách hàng mà sẽ mang lại cho mình 80% lợi nhuận. Tập trung vào 20% thôi. Tập trung vào số ít để lấy được số nhiều. Đây là một cái tư duy mới và tư duy thành công ở trong gì ạ? Trong kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta cứ để ý mà xem, chứ lọc ra tất cả khách hàng thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có 20% khách hàng nhưng mang lại cho chúng ta 80% lợi nhuận. Còn 80% khách hàng khác, chúng ta dành 80% thời gian để chăm sóc họ nhưng chúng ta chỉ thu về được 20% những cái gì ạ? Những cái lợi nhuận mà thôi. Ví dụ những khách hàng mà không có tiền. Những khách hàng không có tiền thì sao ạ? Rất khó tính. Hỏi rất nhiều nhưng không mua hàng. Trên TikTok có cái video ấy là gì ạ? Có điện thoại đến, khách hỏi 80 lần chưa mua hàng. Đấy, có những khách hỏi 80 lần mà chưa mua hàng, phục vụ rất mệt, rất đau đầu, rất là khó tính nhưng mà gì ạ? Nhất định vẫn không chịu mua hàng. Thế thay vì thế chúng ta tập trung vào chăm sóc, hỗ trợ, phục vụ một cách thực sự là chu đáo, dành 80% phục vụ 20% đối tượng khách hàng đấy thôi. Đấy chứ ạ? Còn những 80% khách hàng kia làm sao ạ? Chúng ta bỏ qua để đỡ mất thời gian, đỡ mất năng lượng, đỡ mất nguồn lực, tập trung nguồn lực để phục vụ 20% khách hàng chất lượng nhất, đúng không ạ?
Ok nha. Thì đấy là cách để chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân, cũng như là cách chúng ta kinh doanh nó luôn tập trung vào đối tượng khách hàng tiềm năng của mình, đúng không ạ? Ok, thì đấy là những cái hướng dẫn của Huy trong cái việc mà xây dựng kênh video, cũng như là định hướng cái việc mà xây video, cũng như là cái việc mà làm thế nào đấy để tối ưu cái từ khóa của mình, để mà chúng ta có thể xuất hiện nhiều hơn ở trên kênh, trên mạng xã hội, trên internet. Và đây cũng là cái cách để mà có thể là chúng ta khi mà chúng ta đăng video thì sẽ không có người xem đâu, nhưng không quan trọng anh chị em nhé. Bởi vì sao ạ? Cái đối tượng khách hàng tiềm năng, cái đối tượng mà 20% ấy, mà họ đang chuẩn bị mua hàng của mình ấy, họ chuẩn bị rút ví ra để mua hàng của mình ấy, họ sẽ tìm kiếm mình ở trên internet, họ xem mình có xuất hiện trên internet hay không. Nếu mà mình xuất hiện trên internet 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi ấy, thì họ bắt đầu có niềm tin với mình. Tức là họ đang chưa đủ niềm tin, họ mới biết mình, họ mới thích mình thôi. Họ chưa đủ niềm tin với mình ấy, thì họ sẽ tìm cách để mà gì ạ, xem mình có xuất hiện trên internet không. Và chỉ cần những cái người đấy họ tìm thấy mình, thế là được. Chỉ cần những người chuẩn bị rút ví trả tiền cho mình, họ tìm thấy mình là thành công. Anh chị em nhé. Còn tất cả những cái comment, những cái view, rồi những comment dạo, những cái like dạo không quan trọng đâu. Cái quan trọng nhất là cái người mà chuẩn bị rút tiền đưa cho mình ấy, họ tìm kiếm thấy mình, họ tìm kiếm thấy ông Nguyễn Quang Huy ở trên internet, và ô, ông này cũng xuất hiện internet từ cách đây mấy năm rồi mà cái bài đào tạo rất là hay. Thì lúc đó thì sao? Họ có niềm tin, và chỉ cần những người đấy họ gì ạ? Họ nhìn thấy mình, những người đấy họ tìm thấy mình, những người đấy họ xem mình là được rồi. Bởi vì sao ạ? Những người đấy là những người trả tiền cho mình. Được chưa anh chị em? Cho nên là mình đăng video lên, lúc đầu mình đăng lên không có ai xem, không sao cả, đừng có buồn. Việc của mình là cứ kiên trì làm đi, làm nhiều lần. Thứ nhất, mình làm nhiều mình sẽ làm tốt hơn, làm hay hơn. Thứ hai nữa là làm nhiều thì mình có tích lũy được cái kinh nghiệm và tích lũy được cái gì ạ? Cái giá trị niềm tin. Bởi vì một người đáng tin hay không đáng tin thì họ phải gì ạ? Họ phải có lịch sử. Họ có phải lịch sử. Và để mà mình biết được cái lịch sử hay cái tiểu sử của họ thì nó phải có một cái bằng chứng nào đó. Và internet chính là một cái thứ để là gì ạ? Giúp mình tạo ra cái lịch sử của mình. Chứ bây giờ mình cứ bảo là tôi ngày xưa tôi thế này, tôi ngày xưa thế kia, chỉ là gì ạ? Nghe mỗi mình kể thôi. Nhưng mà ở đây internet nó sẽ lưu giữ những cái lịch sử của mình. Được không anh em? Nhá. Cho nên là gì ạ? Ngay sau ngày hôm nay anh chị em hãy về và bắt đầu xây dựng những cái video đầu tiên của mình. Được không ạ? Và Huy xin tặng anh chị em một cái bài tập đầu tiên. Nếu anh chị em chưa làm bao giờ thì hãy làm một cái video như này. Đó là video giới thiệu bản thân. Đúng không ạ? Video giới thiệu bản thân. Về làm ngay cái video như này. Chuột đi rồi. Ok. Video giới thiệu bản thân. Về làm ngay video nhé. Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1982, quê ở Bắc Giang, và tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây tôi có học Đại học Bách Khoa, sau đó thì ra trường trong lĩnh vực nhà thông minh trong vòng 13 năm. Sau đó thì cũng tham gia vào cái cộng đồng Yêu Game của thầy Phạm Thành Long, mình là Yêu Game 7. Sau đó thì cũng trong thời gian đó thì mình cũng là phó chủ tịch của BNI Church Charter với 5 năm kinh nghiệm ở BNI. Và hiện nay thì Huy đang làm công việc đào tạo cho các cái thủ lĩnh xây dựng và phát triển đội nhóm, cũng như là hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp. Nếu mà chị em chúng ta có duyên thì hãy kết nối với Huy. Xin chào. 45 giây để chúng ta có thể kết nối với rất nhiều người, kết nối với cả những cái người mà có những cái điểm chung với chúng ta. Ví dụ như là Huy nói là Huy ở Bách Khoa thì Huy sẽ kết nối được với những người học Bách Khoa, đúng không ạ? Huy nói Huy ở Bắc Giang, Huy sẽ kết nối với những người ở Bắc Giang. Huy nói Huy đang ở Hà Nội thì Huy kết nối với những người ở Hà Nội. Huy nói là Huy sinh năm 82 thì Huy sẽ kết nối được với những người sinh năm 82. Huy nói là Huy tham gia vào EOCAM của thầy Phạm Thành Long thì Huy sẽ kết nối với những người học EOCAM, những người mà học trò của thầy Phạm Thành Long. Huy nói là Huy ở BNI thì sẽ kết nối với những người BNI. BNI nếu anh chị em nào không biết thì nó là tổ chức kết nối doanh nghiệp toàn cầu, Business Network International. Và Huy nói rằng là Huy đang hỗ trợ, Huy đang xây dựng và
phát triển cho đội nhóm cũng như là hỗ trợ quá trình khởi nghiệp, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Thì những người nào mà có cái nhu cầu đó thì họ sẽ kết nối với Huy. Anh chị em thấy không ạ? Đó, chỉ cần 45 giây thôi nhưng mà chúng ta đã giới thiệu cho mọi người và kết nối với những người mà có những cái nhu cầu cũng như có những cái điểm chung với mình. Thì đây là cách rất là hay, và anh chị em hãy về và làm ngay cái bài tập này, được không ạ? Về và làm ngay bài tập này và đăng lên tất cả các kênh YouTube, TikTok, Facebook và Instagram ngay trong hôm nay, được không anh chị em? Ok nha. Và Huy mong muốn nhìn thấy cái sự thay đổi của mỗi anh chị em có mặt trong phòng Zoom cả gái này. Chúng ta đừng chỉ có xem, đừng chỉ có nghe, mà chúng ta hãy hành động đi. Hãy hành động để làm gì ạ? Để thay đổi cuộc đời của mình. Và sau khi thay đổi cuộc đời của mình, chúng ta thành công hơn, chúng ta giàu có hơn, chúng ta khỏe mạnh hơn, chúng ta hạnh phúc hơn, thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại để giúp đỡ cuộc đời của những người khác, đúng không ạ? Và từ đó chúng ta sẽ lan tỏa cái giá trị nhân văn, cái giá trị tốt đẹp này để cho gì ạ? Để cho đất nước Việt Nam càng ngày càng giàu mạnh hơn, càng ngày càng thành công hơn, và càng ngày càng nhiều có người, càng nhiều người giàu có và hạnh phúc hơn, đúng không anh em? Đấy là cái mong ước của Huy cũng như là toàn bộ ekip chương trình của Zoom cả gáy. Nên cảm ơn tất cả anh chị em đã có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Ngày hôm nay anh chị em là người học, ngày mai anh chị em sẽ là người truyền cảm hứng cho người khác. Đấy, vì vậy đừng chỉ học cho riêng mình mà hãy học cho mọi người. Hãy chia sẻ những cái cảm nhận, chia sẻ những cái trải nghiệm của mình trong cái phòng Zoom cả gái này để làm gì ạ? Để có nhiều người khác biết đến Zoom cả gái hơn, nhiều người được nhận cái giá trị từ Zoom cả gái hơn, và nhiều người tiếp tục thay đổi cuộc đời của họ hơn bằng chính cái gì ạ? Cái trao giá trị của mình, trao cơ hội của mình, trao cái đường link này, trao cái phòng Zoom này cho mọi người, được không ạ? Hãy trao giá trị đi. À, chúng ta chưa cần phải xây dựng giá trị của mình quá lớn, nhưng mà chúng ta có thể tận dụng giá trị của người khác để chúng ta có thể chào. Vì vậy là gì ạ? Đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Hãy làm video này và sau đó là gì ạ? Đấy, sẽ gắn link để gửi cho mọi người cái link để họ vào cái phòng Zoom cả gái. Ok không ạ? Cảm ơn anh chị em một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại, và xin nhường mic lại cho MC vô cùng xinh đẹp của chúng ta.